Pinong Trực Tiếp mời Pinong chung chương trình cầm tay của Đài Truyền hình Việt Nam. Pinong Trực Tiếp thề chương mắn và hết gần thương hiệu mắc cam xanh Hàm Yên, việc tài thương chất tượng chứa mắc cam xanh thơ piác để tiêu chí đầy tạch huyền tốt con. Vì bền chúc chăm chứa mắc cam nèm tiêu chuẩn hữu cư, đăng ký lại khách tàng bớ. Hết đầy, đấy cần chứa mắc cam do đơn huyện Hàm Yên tính Tuyên Quang, áo khổ hết đồng khó. Hàn ăn chơ của bài cần dung càng phần càng ngồi đầy thân tại đồ hang thơ piác. Hùa bị thong sự đi tiếp chết tuần phú đặng đình quê du bán thong xã Tân Thành huyện Hàm Yên đã chuyến tới hết kiến truyền thống khám chú mắc cam hữu cư. Nhiều bệnh mà tuần mắc cam nửa thong hecta của đường tuần đều khấn đầy. Giá mắc cam khai tại tập từ thong thông thám bài giò cáp chú mắc cam mưa con. Chú mắc cam nhằm tiêu chuẩn hữu cư hứa hở lên của bài cần hết tuần bằng phú đáy đầy hơn. Bên này, ngày vừa nhắm hùa hở thu kếp mát, lại cần buôn khai, đơn vị, dù đơn bài ti siêu trị cái, đặt hơn tạch hang và thu thử. Sản xuất được cái cam hữu cơ này, thứ nhất là được hết đáy mắc cam hữu cơ này tại ít tại trường đầy lèn hở bài cần hít kiên bằng lâu. Tại thòng, tay cần dung, sẽ đáy ón tiêm hơn, bởi đồ hang có lâu, chân ama mà sẽ đáy tài tập khuyến há bay. Sản phẩm thì sẽ tăng lên tầm độ 5 lần. Nên bài viết bên ngoài thân Pi Thong xin thông thảm, tì điên mắc cam của Hàm Yên đây hạ xiên bắc nước hecta. Đơn mệnh tì điên cốc cam xanh cho ăn sở bé thích vần phá cắt nửa thiết xiên hecta. Nhạc teo lê bài về mắc cam táng bằng, cam chanh, cam vinh, cam việt thòng, cam xê tham tiếp xúc. Tì điên cốc cam mỉm mát của huyện Hàm Yên cân này lên nửa thiết xiên bé bắc hecta. Năng suất bình quân ước tính mà đầy bác thí bồm hecta. Sản lượng vì này sốc tiếp chất xiên chất bác tấn với con âm mà đế tư sốc bác thân sốc bác thòng tí. Tì điên mắc cam xanh cái đo lụng, tò ti hết kiến cho mắc cam hữu cơ của huyện Hàm Yên sang này. Cáp sở tiếp xúc hecta của tiếp thòng đơn tuần rú thí nhóm hết du đơn tàng xã Tân Thành, Nhân Mục về thị trấn Tân Yên. Ăn chân đây từ mô hình này, sẽ lê tị in thay bài cần cho mắc cam, chúc lai óc với hết nem đúng cách chăm trường. Mì bền, huyện trắng, trăng mắn đáy, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý mắc cam xanh Hàm Yên. Vùng cam Hàm Yên thì cũng là một trong những cái huyện đi đầu trong cái vùng chú mắc cam Hàm Yên cũng lên nâng đơn bài huyện Vích Cón đơn bài viết chú mắc cam nêm khát tàng hữu cư khát tàng lân cháo hở bà biên nòng hư can hít kim hữu cư các bài đi chú mắc cam hữu cư mưa chất lượng và tiêu chuẩn trên thị trường đăng ký miễn chơi khát tàng thần về lên mắc cam hữu cư trường đây mưa chất lượng trường đây hở ti rú thập biếc trường đây hở bài cần dung để đảm bảo cái góc độ an toàn nâng cao cái chất lượng quả cái hàng hóa tiêu thụ và an toàn cho môi trường, an toàn cho người tiêu dùng. 2-3 năm gần đây chúng ta lại tiếp tục đi đầu trong việc sản xuất cam hữu cơ organic. Thông tham pí giới nghị bong khói theo tiếp nền với con đơn bài viết chú mắc cam hữu cơ organic tới bài đồ hang mà du nước no và đơn nước châu thử tăng nước chắc thân mắc cam hữu cơ Hàm Yên. Bởi vì này nem hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam bong khói chắc đấy tới ti mà đã chứng nhận mắc cam hữu cơ cam xanh hữu cơ tốc con do đơn tăng nước mắc cam hữu cơ đã đáy lai cần chắc tú bài vùng miền Việt Nam của cam hữu cơ nó đã đến với mọi người dân ở các vùng miền Việt Nam. Có mắc cam rú Hàm Yên đai ao khổ hết nem khát tàng hữu cư. Việc này đà với gần đen chắc văn thay tối mới cách nghỉ của bà biên nọng mới kiến hết na thực biếc và đầy mắn. Báo chỉ tại Trần Âm mà nhằng trăng uy tín và thương hiệu của mắc cam sành Hàm Yên cáp bài cần dung nơi cung chính tại khát tàng của huyện Hàm Yên thay hết kiến đơn thì săn thần.